Ok luôn anh em, rất vui vì được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chess trên kênh Game Today. Ngày hôm nay nóng quá anh em ạ. Chính vì thế là tôi quyết định là ra clip vào buổi tối để cho anh em xem nó đỡ nhọc. Mắt rời xem nó thích hơn anh em ạ. Ơ? Trận đấu này có tao chấp hết này. Chào gái. Giờ mới để ý anh em ạ. Tao chấp hết từ kia là cô có phải là Lê Khả Hưng không nhỉ? Lê Khả Hưng top 1 Dolet không? Để xem là có phải không? Tôi nhầm. Không phải Lê Khả Hưng. Đinh Việt Phú anh em ạ. Anh em Đinh Việt Phú mà cũng là top Dolet đấy. Ở top 5 Dolet. Ui giời, trùng hợp thế nhờ. Gặp ngay như là fan cứng ở Game Today ở trong game luôn. Ôi rồi, này còn có ông khác hỏi này. Chào. Đinh Việt Phú không lại đi mình Luffy hỏi. Ấy à, có nhiều anh em biết tôi phết nhờ. Có nhiều ông biết phết đấy. Ghê thật. Giờ mình đã nổi tiếng đến như thế này rồi sao? Đi đâu cũng thấy có người chào. Nhưng mà nói chung là vẫn chưa thấy anh em Đinh Việt Phú trả lời thì rất có thể là không phải rồi. Đây chắc là người khác trùng tên thôi. Trùng tên rồi anh em ạ. Ok. Còn anh em Đinh Việt Phú mà gặp thì chắc là chào ngay, chứ làm gì có chuyện tôi chào chưa thấy chào lại. Không phải đâu. Đó, ok. Đồ này chơi gì đây? Hunter đó. Hunter trận này không có Tetsulami nhỉ anh em nhỉ? Không có Tetsulami thì chơi không thì chơi cái khác. Thiếu gì cả chơi. Xây dựng từ bộ Hunter đầu game rồi chuyển đủ các thể loại bài mà. Úi dồi, cái gì kia? Nhường idol top 1 mới được lên TV. À không, không nhá. Idol là ai chứ tôi có phải idol đéo đâu. Tôi chỉ là một thằng thợ stream thôi. Đấy, nhưng mà bạn vẫn nói đúng. Đấy, đấy là nếu mà top 1 thì vẫn được lên TV nhá. Nhường top 1, đúng rồi. Nhớ nhường nhá. Tao chấp hết cười kìa. Thôi đúng rồi, thế khả năng là anh em Đinh Việt Phú. À, bạn tôi không phải là Hama nhé. À, đúng rồi, tôi đâu phải Hama đâu. Tôi mà là idol Hama thì tôi khóa mõm cái thằng Colora ngay. Người ta chiến thắng bằng cái thực lực của người ta. Mất bao nhiêu những cái tinh túy chất xám vào trong game mà lại bảo nhường. Nhường là nhường thế đéo nào, đúng không anh em? Nhường, ui giời, được. Nhưng mà tôi thì khác nhá, tôi thì nhường cũng được nhá. Cố nhường cho tôi top 1 để anh em đều được lên TV. Ôi, chết thật, nói Hama cái gì kia. Thôi chết rồi, không được rồi. Không được rồi. Không thể nói Hama như thế được. Rồi, gáy như này chắc chơi hay đấy. Chơi hay đấy. Ừ. Rồi, thôi được rồi. Thôi được, trận này thì tôi xin phép anh em nhá. Là hôm nay trận này, riêng cái trận này cho tôi được lấy lại danh dự cho Hama. Anh em nhá, xin phép trận này lấy lại danh dự cho Hama phát. Phải dạy cho Corona bài học mới được. Gáy thì khét đấy. Nhưng mà trông này, Eco à? À, Eco ngay từ đầu luôn đúng không? Thế thì lại dễ rồi. Rồi, Eco ngay từ đầu. Thế là sẽ coi như là biết được là đối thủ chơi gì rồi. Đấy, xác định luôn mục tiêu đối thủ chính là Corona anh em nhá. Trận này phải lấy lại danh dự cho Hama. Không thể để nó nói như thế được. Đấy, thế nhưng mà cái việc mà dạy cho người khác một bài học thì nó cũng không đơn giản như những gì mà tôi vừa nói đâu. Nó phải có cái quá trình em ạ. Bài nó cũng phải đỏ đỏ một chút, nó phải ra nhá. Đấy, thế là cái công việc mà dạy cho người khác một bài học thì nó cũng khá khó. Nên là chúng ta sẽ làm một cái việc mà nó đơn giản hơn. Đấy chính là cảm ơn các anh em đã donate. Rồi, xin được cảm ơn các anh em đã donate cho tôi trong 2 ngày vừa qua. Xin được cảm ơn anh em Đào Thanh Sơn đã donate cho tôi. Anh em Đào Thanh Sơn thì anh em, nếu mà anh em xem các cái câu chuyện của tôi trước đây thì anh em cũng biết là hồi cấp 3 tôi có một anh em bạn thân tên là Đào Thanh Sơn luôn. Thì đây tôi lúc đầu mà tôi nhận được cái tin nhắn donate này thì tôi cứ ngỡ đấy là bạn tôi donate cho tôi. Đấy, nhưng mà hóa ra không phải. Đấy thì rất là cảm ơn anh em Đào Thanh Sơn nhá. Nếu mà anh em xem cái câu chuyện mà ngày trước tôi đi lên Hồ Gươm ấy, cái hồi cấp 3 tôi lên Hồ Gươm xong tôi buồn ỉa ấy, thì anh em cái người đèo tôi ấy chính là Đào Thanh Sơn. Thì anh em đưa lên cho tôi lần này cũng là một anh em có tên là Đào Thanh Sơn. Rồi rất là cảm ơn Đào Thanh Sơn. Và cũng đồng thời xin được cảm ơn anh em Asen Mai Thạnh Triều. Anh em Mai Thạnh Triều đã donate cho tôi. Cảm ơn tôi vì có những cái clip giúp cho anh em Asen Mai Thạnh Triều lên được rank queen. Chúc mừng anh em nhá. Chúc mừng anh em và cũng hy vọng là anh em sẽ vẫn như là xem kênh của tôi, ủng hộ cho những cái clip mà tôi ra hàng ngày. Cảm ơn anh em rất nhiều. Tiếp đó là tôi xin được cảm ơn các anh em đăng ký hội viên mới ở kênh. Xin được cảm ơn anh em Phạm Việt Tùng đã đăng ký gói siêu cấp hội viên.
Cảm ơn anh em MC Joylerling, anh em Ngô Văn Tuân, anh em Nguyễn Tuấn An, anh em Lam, anh em Sang Ngô, anh em Thuận Hoàng, anh em Thanh Tùng Khuất và anh em Anh En. Cảm ơn anh em đã trích một phần thu nhập để đăng ký hội viên ủng hộ tôi. Trong đấy thì có anh em MC Joylerling là cũng là một anh em YouTuber. Và anh em cũng sở hữu một cái kênh có số lượng người theo dõi là 14.000 người, rất là lớn. Đấy, cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với con game này. Anh em và tôi sẽ cùng nhau lấy lại danh dự cho Hama bằng cách dạy cho Colorado bài học. Đấy, rồi ok, chuyện này thì bây giờ chơi gì đây? Ừ, tôi cũng chưa biết chơi gì. Mua rất nhiều thứ ở dưới. Có thể là mết này chơi chơi human ở đây này. Đấy, anh em thấy là có 3 human rồi. Đấy, nhưng mà thôi, tôi không chơi đâu. Tôi chỉ có hai con đường thôi, chơi có hai con đường thôi. Một là Hunter này. Đấy, Hunter tí nữa chuyển cái gì? Hunter chuyển sang Exorcist là cũng ok, đúng không? Đội hình mạnh bây giờ. Thứ hai là chúng ta có thể chơi chơi Clyde. Đấy, rất mạnh nhá, uy tín luôn. Clyde anh em thấy là cái trận trước là anh em thấy là tôi đấy, tôi chơi Insect mắc binh luôn mà bị cái thằng Clyde với toàn 2 sao. Đấy mà con Clyde Blitzline 2 sao mà nó đấm cho sấp mặt luôn. Ôi tôi chết rồi. Trận này vớ vẩn để chơi human này anh em này. Ơ, vừa bán human ra này. Vừa bán con Flame với cả con CM lại ra. Nhưng mà thôi anh em ạ, không chơi đâu. Chơi cái gì mà nó chắc chắn là nó có thể nó dạy cho người khác được một bài học thì tôi nghĩ là nó phải cẩn thận chứ không đánh được cái kiểu human được đâu anh em ạ. Chơi human thì nhiều khi nó gọi là nó hơi bị đặt cược quá, nó hơi bị, nó gọi là gì, nó gọi là hơi bị mạo hiểm. Đúng rồi, phải dùng cái từ mạo hiểm. Chơi human mạo hiểm lắm anh em ạ. Chính vì thế nên tôi quyết định lại mua human. Giời, anh em thấy khó đoán chưa? Khó đoán thật. Ui, chơi gì nhở? Chơi gì nhở? lại ra già đi, lại đam mê rồi. Chết rồi, đam mê xuống hố đấy. Đây này, Agali Clyde tiếp này anh em ơi. Nhưng mà lại ra Doom. Ôi mẹ ơi. Đấy, tôi cứ quyết định là lại đam mê human xong rồi lại ra Doom. Ờ, thế cơ. Ừ, thế lại cho Doom vào thay con này này. Được không? Mạnh đấy. Doom vào rồi nhưng mà đây lại vẫn có slot nữa. Thế bán bớt đi rồi. Thế này là phải bán rồi anh em ạ. Nhưng mà bán con gì? Bán con gì mới được chứ? Thế xác định là chơi human rồi anh em. Xác định là chơi human rồi. Thế nên là nếu mà muốn mua hai con này thì chúng ta lại phải bán con già đi. Đấy, nó lại như thế các anh em ạ. Thế thôi, chúng ta lại không chơi human nữa vậy. Khó đoán. Khó đoán phết đấy anh em ạ. Khó đoán phết đấy, cũng chưa biết chơi gì. Đấy, anh em, thậm chí là anh em hỏi tôi là tôi chơi gì, tôi thậm chí là tôi cũng không biết. Tôi không biết là tôi chơi gì nhá, bản thân, chính bản thân tôi không biết. Hay quá, cắt chuối ngon đấy. Được. Ơ, cái gì đấy, ra human nhiều thế. Ôi, đủ bộ human rồi đấy anh em này. Ơ, đủ bộ human rồi. Rồi ơi, thế mà không chơi, chán đời thật. Chơi gì nhở? Ba warrior. Ờ, thế này là phải chốt thôi. Nghe nói là bọn Lai bây giờ nó đang tín anh em ạ. Nhưng mà phải hai slot nữa. Thôi bán cung vậy. Thôi không chơi cung nữa vậy anh em nhá. Không chơi cung nữa. Bây giờ ra cặp này là phải chơi cặp. Hai cặp Lai. Hai cặp Lai hơn hay là hai cặp cung hơn? Chắc chắn là hai cặp Lai hơn rồi anh em. So sánh về sức mạnh đội hình thì cung làm sao mà đánh được với cả Lai. Hunter không có tuổi đánh với Lai anh em ạ. Nếu mà là cùng một cái đội hình ấy. Đó, thôi chơi Lai. Đấy, ui xổ ơi. Wow. Một cái sự lựa chọn rất chính xác anh em ơi. Ok, nhưng mà vẫn chưa cho vào được. Bây giờ cho vào mất chuỗi à? Bây giờ như này thì lại vẫn chưa được. Bây giờ 4 Lai đúng không? 4 Lai nhưng mà lại chưa có Glacier. Có chơi nổi không? Đấy, vấn đề là thế với cả đồ này. Đồ này thì vẫn chưa chơi được. Đồ này thì vẫn đang hơi đuối một tí. Không có đồ đam. Bọn Lai bây giờ lại không có đam anh em ạ. Bây giờ tôi cho Lai vào thì đam lấy từ đâu? Lấy từ đâu nhỉ? Bây giờ cho Lai vào thì đam lấy từ cái con nào? Hay là chơi Warrior? Hay chơi Warrior nhở?
Đây này, Warrior cho nhiều phết ra Doom rồi nè. 9 Warrior, ổn không? Trận này 9 Warrior thì nói chung là Warrior thì bây giờ là cũng mạnh ấy, thì cũng chơi được. Ừ. Thế như này. Nó lại như thế cơ anh em ạ. Thế là bây giờ tôi cũng, bây giờ cũng đang hơi đắn đo một chút, không biết là chơi gì, thôi để round sau chốt vậy. Round sau chốt. Đấy, nhưng mà vừa lấy là bán cung đi mà tự nhiên lại ra con thua thỏ 2 sao. Ui, Light Blade Light này. Nhưng mà đồng thời là nó cũng sẽ ra hai con Warrior nữa anh em ạ. Tuy nhiên tôi chưa nhận thấy là ở đây là Warrior nó ra con chó sói để kẹp beat vào. Tức là Warrior bây giờ là Doom gây đam đúng không? Nhưng mà chưa có 2 sao. Nếu mà nói về độ tín thì ở cái trong cái giai đoạn này thì tôi nghĩ là Clive với một con Light Blade Light ở đây là cũng ổn rồi. Nên là thôi chúng ta đợi một round nữa đi. Một round nữa nha anh em nhá. Đấy, một round nữa rồi cho Clive vào thôi. Thôi chốt Light luôn anh em ạ. Chốt Light luôn. Trận này lại một cú quay nữa rồi. Quay xe nữa rồi. Không chơi được Warrior đâu. Trận này Warrior bây giờ nếu mà tầm này thì nó lại hơi đuối. Nó hơi đuối thật. Toàn một sao anh em ạ. Đấy. Mà round này, ui ôi, round này 1, 2, 3, 4 con 5 sao á. 5 con 5 sao á. 5 con 5 sao. Vai. Có mất chuối không? 5 con 5 sao. Gọi ra một đống đệ luôn. Ờ nhưng mà có vẻ như con Doom nó khá gánh ở đây. Ờ được ấy nhở. Trông có vẻ vẫn thắng này. Ờ được ấy nhở, được ấy nhở, được ấy nhở, được ấy nhở. Được đấy, được đấy, được đấy, được đấy, được đấy, được đấy, được đấy. Hay quá. Hay. Mày quá, cái thằng đấy nó lại khỏe nhưng mà nó lại không up cấp. Ờ à đây rồi, anh em ơi. Thế thôi chốt nhá. Rồi, đây rồi. Thôi anh em ạ, mặc dù là ra cặp Doom nhưng mà ra là con heo Clive lên 2 sao là đánh được rồi. Được. Rồi, chốt luôn. Ở level 7 này chúng ta sẽ có 4 Clive kết hợp với cả hai đỏ level 7. Được không? Không. Hơi thiếu đam, hơi thiếu đam. Cho đam vào. Cho súng vào này. Ok chưa? Thôi, bán hết đỏ đi anh em ạ. Rồi. Ui chết rồi, chưa kịp dồn đồ. Ui nhưng mà cũng may anh em ạ. Quên quên đấy, quên quả tí nữa thì mất chuối anh em ơi. May thế này. Mẹ, tí nữa thì mất chuối. May quá gặp cái thằng này yếu. May. Được. Hết hồn, hết hồn, hết hồn, hết hồn. Rồi. Được đấy, xây dựng đội hình chuyển rất luột luôn. Thôi 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 thôi, roll. Xả hết tiền thôi anh em ạ. Cơ hội nó chỉ đến một lần thôi. Rồi, xả hết tiền thôi, xả hết tiền thôi, xả hết tiền thôi. Xả hết tiền gấp anh em ơi. Đây rồi. Hai Glacier à? Run tiếp, chưa đủ. Hai sao. Xả hết mẹ tiền rồi vẫn chưa ra là sao? Ê, ở đây rồi. Úi, được đấy. Đây rồi bạn ơi. Có đam. Hay quá anh em ơi. Ui dồi, với cái tầm này mà LC lên được 2 sao đi. Ui thằng nào ăn được nhá. Cái chuỗi này của tôi nó kéo dài mãi mãi mất. Ơ nhưng mà thằng này trông có vẻ hơi mạnh nhở. Có phải không? Đừng bảo thua này nhá. Ơ kìa. Alo 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 alo. Ui tôi chết tôi rồi. Con mẹ vừa mới xài hết tiền gặp thằng khỏe thế. Ui ôi ôi. Họa rồi anh em ơi. Ui dồi. Mẹ xả hết tiền xong gặp nó cắt chuối luôn là tí đéo nào. Khỏe thế. Mà thằng này là mới có level 6. Vãi chiến đấy nhở. Berserker 2 sao chiến thế. 4 con 2 sao. Búa xét các thứ. Tôi không có đồ gây đam. Tôi mà có cái 2 tia thì chắc cũng đỡ đấy. Mà 2 tia cũng đéo được. 2 tia thực ra cũng đéo ăn được. Bởi vì là đồ là không có ở trên người con Light Blade Light 2 sao. Chưa có Light Blade Light 2 sao. Ôi giời ơi, chết rồi anh em ơi. Quả thọt tiền quá. Mẹ biết thế thì giữ vô 50 tiền luôn cho xong. Nếu hiểu kiểu gì may mắn đến 2 lần gặp tôi. May mắn những cái round mà gặp mấy cái thằng yếu vãi cứt tự nhiên round vừa mới xả tiền xong. Xả hết tiền để giữ chuỗi thì gặp ngay một cái thằng nó mạnh nhất thì tôi chết rồi. Toàn quá anh em ạ. Quả mẹ xả hết tiền luôn. Mất bô 50 tiền. Lẽ ra là bây giờ lợi tức là cộng 10 tiền mỗi round rồi đấy. Giữ 50 tiền rồi đấy. Vai lắm nhẫn lé thế. Vai cả đồ ạ. Đây rồi.
không thể tin được ấy. Thật sự là như thế luôn. Thôi thế thôi, bây giờ lại phải đánh từ từ vậy. Đang định coi như là xả gấp tiền đẩy cho nó nhanh. Ai ngờ bây giờ lại phải đánh từ tốn anh em ạ. À. Thôi lại từ tốn vậy. Ừ, mà lẽ ra trận này đánh đại diện cho idol Hama thì phải đánh theo phong cách của Hama chứ. Sao lại đánh cái kiểu gấp gáp thế Tuấn ơi? Phải đánh từ tốn thôi, 50 tiền áp cấp dần dần thôi. Phải chơi theo cái phong cách của quý tộc chứ, nhà giàu chứ. Tiêu tiền theo cái lối tiêu tiền của nhà giàu thì mới lắm đầu được thiên hạ chứ. Ai lại mẹ tiêu tiền như ăn cướp từ nay thôi, chết rồi Tuấn ơi. Ơ Corolla này. Ôi ôi, Corolla chơi cái bộ gì đây? À, đây là bộ gì đây? Các anh em thấy quen không? Ui dồi ui. Anh em thấy quen chưa? Gót rồng mập. Ây à, có được 11 chuỗi thắng, chuỗi thua liên tiếp rồi kìa. Không ai phá chuỗi à? Được đấy, Eco như này là có khả năng cao là lên 10 luôn này. Đúng không? Trông giống lắm này. Eco kiểu cốc 11 kia là 31 máu mà vẫn chưa thấy là có dấu hiệu là xả tiền để lật kèo như này thì vớ vẩn là lại định trồi một phát lên 10 luôn phải không? Phải không nhỉ? Không biết, từ từ để xem. Úi giời, cái bộ đấy nó lại quen quá rồi còn gì nữa. Anh em xem kênh của tôi đi, còn lạ gì cái bộ đấy. Rồi ôi, cái bộ mà tôi nghiên cứu sáng tạo ra thì thôi, vào cái bộ đấy thì là tôi biết là phải chơi như nào rồi anh em ạ. Được đấy. Hay quá nhỉ. Ô thế này là không phải đâu. Thế này không phải là, đây nó không phải là một cái sự vô tình. Tôi nghĩ là như thế. Không phải là một cái sự vô tình mà Corona lại chơi cái lineup này đâu. Anh em ạ. Tôi nghĩ là đây là muốn là coi như là chứng tỏ là Corona là một cái người mà hay xem kênh tôi. Đấy, muốn chứng tỏ cho tôi cái điều đấy. Đấy, hay xem kênh tôi là muốn biểu diễn cái lineup đấy một lần để cho tôi biết là có nhiều anh em còn chơi hay hơn tôi. Đấy, đúng không? Như này, kiểu là kiểu như này đây. Đúng là cái kiểu như này là như thế đây, nhưng mà chúng ta phải quan tâm đến những người khác anh em ạ. Còn thật sự là đấy nó không phải là cái mà tôi quan tâm. Quan tâm bây giờ ấy lại là một cái nhân vật khác ở đây. Đố anh em biết là tôi đang quan tâm đến cái nhân vật nào ở đây. Đáng sợ, nguy hiểm cho chúng ta lên game. Chứ còn cái bộ gót rồng mập nó không, nó vô hại anh em ạ, vô hại nhá. Cái bộ đấy vô hại thôi. Có một cái bộ đáng sợ hơn nhiều đang ở trong 8 người này. Nhưng mà tôi không nói để cho anh em tự comment nhá. Anh em đố anh em biết là ai là cái người đáng sợ. Đấy. Ai là cái người đáng sợ đố anh em biết. Thế thôi, nhiều khi là cũng phải mở thế nó mới hay, nó mới tương tác anh em ạ. Chứ còn bây giờ mà tôi nói bộp ra một cái là ai là cái người đáng sợ thì anh em lại biết tỏng. Ui, hai con Velom à? Từ từ, con này sẽ mua sau anh em nhá. Bây giờ tôi cũng chưa biết là tôi chơi cái gì. Đấy. Càng đấy, trận này càng đây anh em ạ. Trông bài ai to, trông bài ai to. Form là hết rồi, form được hết đội hình rồi. Bây giờ mới ra 19 thôi mà tất cả đều đã form được đội hình rồi anh em nhá. Tất cả đều form được rồi. Càng đấy. Trận này tôi anh em nhìn đồ này. Trời, mẹ trông cái đồ nó rác không thể tả luôn. Trông chưa thấy một cái trận nào mà mẹ đồ nó rác như thế này. Đồ lát vãi à. Mà nó còn lát gấp 1000 lần. Khi mà vừa lấy tôi luôn hết tiền nó đéo ra được bài mất chuỗi. Đấy nó mới là cái lát. Đấy mà cái trận này thực ra là cũng không tự tin lắm chơi cái bộ này. Bộ này là không phải cái bộ mà tôi chơi hay anh em ạ. Bộ này là cái bộ mà tôi phải nói là chơi nó rất ít. Rất ít khi chơi bộ này này. Anh em thấy tôi chơi mang này được mấy đâu mà. Còn này chơi ít lắm. Đấy chẳng qua là hôm trước là thấy tự nhiên bộ này này mạnh vai này. Thế hôm nay muốn thử xem là cái sức mạnh của nó thế nào thôi. Đấy thử chơi thôi. Mặc dù là trước cái trận này tôi phải nói thật với anh em là cũng phải chơi chục trận chơi cái này rồi. Và thấy là đánh giá là nó cũng không mạnh lắm. Nó chỉ gọi là tầm tạm. Không phải là quá mạnh đâu. Bởi vì thực ra là nó có những cái lineup mà nó counter ở bộ line này. Bộ 6 xuyên ấy kết hợp với cả 4 Witcher là counter cứng của bộ này đấy. Đấm được anh em ạ. Đấm được bộ line. Hay là bộ còn cái bộ gì nhờ. Bộ line này còn sợ một bộ nữa. Tự nhiên hôm trước gặp không nhớ ra. À đây đúng rồi. Bộ 9 Warrior anh em ạ. Sợ 9 Warrior phết đấy. Anh em ạ, tôi chơi hôm trước rồi. Tôi từ gặp cái thằng 9 Warrior đấm sấp mặt luôn. Chính vì thế là cái bộ này tôi đánh giá là
Nếu mà ở meta này thì tôi nghĩ là nó cũng không tín như bộ xuyên đâu. Bộ xuyên bây giờ tôi nghĩ là đánh giá là xuyên kết hợp với cả 4 Witcher là mạnh nhất meta rồi. Thì cái bộ đấy nó chấm là 10 điểm, thì theo thang điểm 10 thì cái bộ này chắc là cho khoảng 8,5 thôi anh em ạ. Tuy nhiên là búp, nếu mà không có cái bộ xuyên Wick và cái bộ Guardio thì những cái bộ khác mệt đấy. Không có mấy bộ là ăn được cái bộ 6 Glide đâu anh em ạ. God thì cũng chỉ có God Ca Long mà phải có đồ cơ, phải có hai tia full các cái đồ đam chống chịu thì ăn được cái bọn Glide này. Nhưng mà đấy là nó chỉ là ở level 10 thôi anh em nhá. Còn lên level 11 ấy thì chấp luôn. Lên level 11 thì kể cả là Ca Long 2 sao anh em ạ. Kể cả là Ca Long 2 sao. Bởi vì một khi mà đã 6 Glide full giáp xong rồi lại cộng với cả 6 Glacier thì cái khả năng khống chế của con Ca Long nó là không có. Chỉ cần lé được cái con Ca Long khỏi cái con co thôi. Cụ thể đây là con Live Bloodline thì tôi nghĩ là nếu mà không bắt được con Live Bloodline từ đầu thì xác định luôn là cũng là thua rồi, không ăn được. Đấy, còn cái bộ này thì bây giờ đánh một con Live Bloodline khá là khỏe. Tuy nhiên là Live Bloodline anh em biết rồi đấy. À, nó khá là sợ cái bọn Wario. Nó lẩy qua lẩy lại một lúc là chết, nó tự chết thôi, tự lăn ra chết thôi. Nên là cái con này thì cần phải đánh giá cẩn thận, xem là cái quyết định mà cho cái con đấy nó làm co thì nó cần phải hết sức cẩn thận. Đấy, con không nên khô máu quá trong cái con Live Bloodline này. Tôi nghĩ là để 2 sao tùy tình huống thôi anh em ạ. Ra nhiều thì mới chơi luôn ở 9 lên 3 sao thôi, còn không thì cứ dí một phát lên 11 luôn, thế là mạnh nhất anh em ạ. Xong rồi nếu mà ra Dragon Glide, chơi Dragon Glide. Đấy, kinh nghiệm của tôi là thế anh em, yên tâm nhá. Tôi chơi là tôi có kinh nghiệm rồi. Đấy, đã phải nói là chơi qua được khoảng gần chục trận. Từ cái trận hôm trước. Đấy, từ cái trận hôm trước gặp cái thằng Glide ấy, thua ấy. Ui giời ơi. Gót sùng mập Fort chưa được mấy phát đi rồi này. Ui giời. Không ăn thua. Không ăn thua anh em ạ. Không ăn thua. Đấy, anh thấy ông Tuấn Hạnh có chuỗi này. Anh em thấy chơi ổn áp chưa? Bộ này mạnh mà. Mạnh mà. Đấy mà lại meta gót sồng ngập các thứ mà tự nhiên thành meta thì lại toang với cái bộ Clive cho xem. Đấy rồi, rồng rồi. Ok. Rồi lên 9 luôn anh em nhá. Tầm này lên 9 luôn. Lên 9 thì nó mới đủ cái sức mạnh đội hình này, một phát lên 9 là nó mạnh lắm đấy. Từ 8 mà lên 9 là nó là một cái khoảng cách về sức mạnh đội hình nó rất xa đấy nhá. Anh em nhá. Đấy, thế mà cái tầm này tôi lên 9 nữa thì úi dồi, lại giữ chuỗi ngon rồi. Cái tầm này mẹ 6 cờ lai kết hợp với 4 Glacier, thằng nào nó ăn được tôi. Ui giời. Ok, nhưng mà con Live Bloodline bị bớ kìa. Ui, chết con Live Bloodline rồi. Ê, alo. Quan đâu nhở? Ôi giời ơi, cay thế nhở, lần thứ 2 à. Đâu hiểu kiểu gì lần thứ 2. Trong cái trận đấu này có tới 2 lần nó bị như thế luôn. 2 lần mất chuối. Con mẹ điên thế nhờ. Ơ kìa, lấy cứ mỗi lần xả hết tiền là lại coi như là bị dính mất chuối nào. Đéo nào. Sức mạnh đội hình lên được đến level 9 rồi, 6 Glide 4 Glacier mà vẫn thua. Mẹ. Tất cả là tại con chó Live Bloodline. Đừng ngu tê để nó bớ vào, chết mẹ luôn. Nếu được bắn được phát nào luôn, cay thật. Lại đánh bình thường lại từ từ à. Chán thật đấy. Đấy, cứ mỗi lần tôi gấp gáp là cái game nó lại bắt tôi lại phải từ từ. chưa ra được. Nhưng mà tôi vẫn đảm bảo với anh em là từ 8 mà nó lên 9 là nó mạnh hơn hẳn đấy. Từ 8 lên 9 là nó khác hẳn luôn đấy. Thế nên là cái bộ này là phải chơi ở 9. Sống chết là phải chơi ở 9. Đấy, nhiều anh em cũng chia sẻ với tôi là roll ở 7 lên 3 sao trước rồi mới lên 9 sau. Thì đấy cũng là một phong cách chơi nhá. Đấy cũng là một phong cách chơi. Còn tôi là tôi chơi đẩy cấp chứ tôi không chơi roll 3 sao anh em ạ. Tôi không có tin tưởng lắm vào cái việc roll 3 sao đâu. Đấy, đây thích hợp cho các anh em mà chơi bị đen. Đấy, chơi đen giống tôi. Roll ra 3 sao rất khó thì có thể chơi đẩy cấp kiểu này được, vẫn ok. Full 2 sao là chơi được rồi. Roll khi nào full 2 sao thôi. Ok rồi. Nhá. Rồi, trận này thì nói chung là bây giờ tôi vẫn ổn. Anh em thấy là máu quá là ổn áp luôn. Quá ổn áp luôn anh em ạ.
Tầm này máu này ổn quá rồi. Đấy, live bước lên live thì tôi không luôn 3 sao. Tuy nhiên là tôi vẫn có cái cơ hội là có thể lên được 3 sao. Nên là tôi sẽ vẫn mua nha anh em nhá. Đấy, nó tự ra thôi. Lên 10 tự ra thôi. Anh em ạ. Lên 10 là lên 11 rồi nó ra thì mình chơi thôi. Còn nếu mà lên được con rồng 2 thì chuyển đồ rồng nhá. Chuyển đồ rồng cũng ok. Đấy, con rồng nó cũng sẽ mạnh ở một vài trường hợp. Đấy, con Light Blade Light thì nó sẽ cũng sẽ mạnh ở một vài trường hợp. Đấy, còn cái riêng cái con Avenger Clive ấy thì là không chơi được nha anh em nhá. Nên là anh em đừng có hy vọng gì là chơi con đấy để lấy đồ cho con đấy. Đấy, con Avenger Clive nó phải 3 sao mới chơi được anh em nhá. Con này thì nếu mà xác định không luôn 3 sao ấy thì gọi chỉ là để kích hệ thôi. Đó, giờ ngó qua lại một lần nữa. Ui mẹ thằng kiểu lên Light Blade Light 3 sao từ bao giờ kia. Không để ý anh em ạ. Lên từ bao giờ ấy nhở? Sợ ấy nhở? Còn cái thằng Beat mới gọi là vãn cứt kìa. Ui thằng Beat từ sao 7 rồi anh em ạ. Càng ấy. Sợ cái thằng Beat ấy. Thằng Beat nguy hiểm. Beat Demon cực kỳ nguy hiểm luôn với cái bộ của Light này. Khi mà chúng ta chưa lên được 11 thì nó phải nói là rất là nguy hiểm luôn. Đấy, nhưng mà nói chung là bây giờ phải cẩn thận để xếp bài như nào ấy để mỗi round nó mất chút máu thôi. Cùng lắm là lọt 10 máu thôi anh em nhá. Không được lọt hơn đâu. Trận này có rất nhiều thằng nguy hiểm anh em ạ. Toàn những cái thằng 9 assassin rồi đây này. 9 xin rồi đây này. 9 xin kẹp 7 à? 9 xin kẹp 7. Chơi ở level 10 luôn. Càng đấy. Càng đấy. Càng đấy. Chơi ở level 10 luôn. Thế mà tôi vẫn thắng anh em ạ. Clive mạnh thật. Tôi nói rồi mà nó chỉ ngán mỗi Warrior với cả cái đéo gì nhở, lại quên mất rồi. À Wick thôi, 4 Wick kẹp xuyên thôi. Bộ này không ngán bất cứ bộ nào đâu. Kể cả là Beat nhá, Beat cũng không sợ. Beat này mà Light Blade Light lên được 3 sao, Dragon Clive lên được 2 sao là clear hết. Không sợ đâu anh em ạ. Lên được 11 thì chấp 4 là Beat luôn. Beat đem Beat ở đây gạt hết anh em ạ. Chỉ sợ là sợ bọn đấy đấy, bọn Wick ấy, Witcher. Trận này không ai chơi Witcher. Mày thế, trận này không ai đi xuyên luôn. Và cũng không có một ai là đi chín qua cả. Ngon rồi anh em ơi, không có counter. Counter duy nhất bây giờ chắc chỉ sợ Beat. Khi mà chưa lên được 11 thì sợ Beat thôi anh em ạ. Nhưng mà không sao, tôi sẽ lên được 11. Yên tâm, sẽ lên được 11 anh em ạ. Cứ yên tâm. Ui cái gì đấy? 6 Glacier à? 6 Glacier nhưng mà là 6 Glacier cái kiểu gì mà kẹp cả con heo nhở? 6 Glacier fake à? Phải không? 6 Glacier fake, cắt chuỗi luôn, hay quá. Rồi. Dark Spirit này, lấy luôn. Tí mà giả sử như gót đỏ to thì kẹp Dark vào chơi gót đỏ. Được không? Được. Rồi. Ok, bây giờ chắc gót đỏ bắt đầu comeback đấy. Gót sông mập bây giờ khỏe anh em ạ. 4 máu là đạt tới giới hạn sức mạnh đấy. Máu càng ít thì càng khỏe mà. À, bây giờ là lại phải cẩn thận với cả gót đỏ anh em nhá. Gót sông mập ấy. Cũng chỉ một người chơi thôi. Rồi, chuẩn bị lên 10 đó. 29 lên 10. Mà 29 cần gì lên 10? 31 lên 10 đi nhỉ? 29 cần gì lên 10 đâu? Đúng không? Lên 10 làm gì vội? Đằng nào bây giờ thêm một round nữa thôi mà máu kể cả thua thì mất bao nhiêu đâu. Bây giờ mình nhiều máu à, đúng không? Chúng ta đang nhiều máu. Lại 9 assassin. Ui rồi bây giờ nó có cái con ấy rồi. Kẹp đát à? Sợ đấy. Thế thì thua vậy. Càng ấy. Đấy anh em thấy không? Bắt đầu nguy hiểm rồi này. Đấy, bây giờ chưa lên được 11 là sẽ thua, còn sẽ phải thua. Chưa lên 11 thì chúng ta sẽ thua rất nhiều line up. Bởi vì hiện tại là bây giờ nó đang bị đuối rồi. Ơ kìa. Corolla lại nhường rồi. Rồi thế này là lại nhường để được lên TV rồi. Đúng không? Nhưng mà cái điều quan trọng nhất ý, là chúng ta đã lấy lại được danh dự cho Hama. Đấy, cái đấy nó mới là quan trọng anh em ạ. Đấy, yên tâm rồi anh em nhé. Yên tâm rồi, như này yên tâm rồi. Đấy, Corolla. Mặc dù là không biết là Corona là có nhường không, nhưng mà thế là cũng là gọi là được rồi. Cảm ơn Corona nhá. Thế là anh em chắc chắn là được lên TV đấy. Nhưng mà anh em nhường chưa đủ, phải những người còn lại cũng nhường tôi cơ. Ok, rồi chúng ta đợi thôi. Chúng ta sẽ đợi xem những cái người còn lại có nhường tôi không nào.
Đấy, thì hy vọng là những người còn lại cũng như Corona, cũng như tôi. Ừ. Đấy, cứ chơi gót rồng mập xong rồi top 7, thế là được rồi, thế là cũng là vui rồi. Ok, rồi let's go. Ui, beat này. Beat kẹp xin à? Ăn được không? Không, không ăn được, không ăn được. Cái bộ beat bây giờ chưa ăn được anh em ạ. Ăn được không? Ơ, trông có vẻ ăn được đấy. Ăn được không? 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 Vẫn ăn được này. Vẫn ăn được này, vẫn ăn được. Tự nhiên cái con cáo nó lăn nó đến chọt cơ. Thế cơ, chắc là con cáo này nó cũng đang hơi choáng một tí. Choáng một tí khi mà Corona ra đi hơi sớm. Con cáo bất ngờ quá, nó bất ngờ quá. Thì tôi cứ tưởng là Corona là đánh đến cuối cùng cơ, đánh đến top 2 cơ, xong rồi nhường tôi cơ. Đấy, nhưng mà ai ngờ lại Corona lại trao cái nhiệm vụ nhường tôi cho người khác. Khổ, bây giờ lại sang xem bài tôi làm cái gì. Hay là có thằng nào anh em không? Có anh em không? Corona này có đồng đội không ấy? Sang soi bài để chỉ cho đồng đội counter đúng không? Phải không? Úi giời, hay là chỉ đồng đội xếp thế nào để nhường tôi. Đấy, xếp như nào để coi như là bị tôi counter. Cũng được ấy nhỉ. Ý kiến này cũng hay đấy. Cảm ơn Corona nhá. Hôm nay ôi tự nhiên lại được support nhiệt tình thế nhá. Kinh thật đấy. Đấy anh em không? Thấy không? Không những là nhường nhá mà lại còn sang để chỉ cho xem bài tôi để chỉ cho người khác là xếp bài làm như thế nào để khi mà gặp tôi là bị thua. Được đấy, được đấy. Ôi giời ơi, quý hóa thế nhở. Lại có anh em như này. Rồi, ghép thêm cái 2 tia nữa anh em ơi. 4 tia anh em nhá, chơi 4 tia luôn. Tí nữa cho rồng bắn 4 tia cực kỳ khỏe luôn. Ok, bị làm sao đây? Ấn đéo up cấp này. Ok. Ui, bị kẹt nút này. Rồi, lên 11 rồi. Ok anh em ơi, thế là chúng ta đã có đủ bộ. Ok, rồi. Đấy, tức là bây giờ là tuyệt vời rồi này. Kiểu này là vớ vẩn là có khi lại top 1 thật đấy. Đấy, nhưng mà tôi vẫn còn chưa tình đến cái việc là có người là đấy, nhường đấy, anh em thấy không? Đấy, đội hình nó đã thấy là uy tín rồi, đã thấy là gần như là top 1 lắm trong lòng bàn tay rồi. Rồi, lên được 11 rồi, là coi như là ok rồi. Sức mạnh của đội hình là quá khỏe rồi. Ok, nhưng mà thôi Tuấn ơi. Thôi Tuấn ơi, lần thứ ba nếu hiểu kiểu gì. Lần thứ ba rồi anh em ơi. Thôi. À, đến bây giờ thì tôi biết rồi. Hóa ra cái thằng đồng đội của thằng Corona nó chính là thằng Việt Anh. Đúng không? Thằng Việt Anh, thằng Corona nó sang đây nó soi để nó chỉ cho thằng Việt Anh counter tôi. Đúng không? Counter chứ nhường đéo gì, quả vừa lấy nó ăn tôi mà. Thế nhường cái đéo gì? Tôi cứ tưởng là nếu mà nhường thì là phải tôi sang là tôi phải ăn chứ. Nhưng mà các bạn ơi, tôi đã có Dragon Claw 2 sao rồi. Thế cái câu chuyện bây giờ nó lại khác nha anh em nhá. Rồi, xem nào, Dragon Claw bây giờ nó mới gọi là phát huy sức mạnh này. Đấy, rồi xem nào, Dragon Claw đây, khác 4 tia anh em nhá. Dragon Claw 4 tia. Ui, cỗ máy thần công của tôi. Ui, đấm lâu thế nhờ. Được chưa? Ui dồi. Này thì live Blade live 3 sao. Đi luôn không? Đi luôn. Ây giời. Hay chưa. À đây rồi. Grim Tuck. Được. Cho vào. Combo phát. Ok. Ui giời ơi, búa xét. Được quá nhờ. Gì nữa? Đây luôn. Hút máu. Quá tốt. Chuyển đồ cho Dragon Claw. Đây, cầm hết đi bạn ơi. Rồi, bây giờ thì hút máu cực kỳ kinh khủng đến từ Dragon Claw nhá. Dragon Claw bây giờ mà được đấm thì út rồi. Và tôi chưa biết là hai cái thằng còn lại kia thằng nào là bạn của Corona nhá. Đấy, không biết là có nhường hay không thì tôi không biết nhá. Đấy, mà tôi thắng thì chắc là nhường nhá anh em nhá. Còn tôi thua thì chắc chắn là đéo nhường đâu. Cái này thì hồi sau sẽ rõ thôi. Chưa biết được anh em ạ. Cứ đợi đấy. Rồi, để xem cái sức mạnh của cái con này nó như nào đây. Đấy, gặp Feather kết hợp Assassin. May quá, cái con sát thủ nó vẫn chưa lên được 2 sao. Thế thì vẫn ăn được. Ui dồi, nhìn con rồng nó clear kìa. Trông khạc kinh đấy. Ui, đi luôn không? Đi luôn rồi, 16 máu thì chắc chắn là đi luôn. Hay quá. Tôi đẩy luôn ở cả Việt Anh đi kìa. Hay quá nhờ.
Rồi. Rồi, làm quả cuối thôi. Lao cuối rồi anh em ạ, run phát cuối nào. Để mua tự động cho nó dễ ra. Rồi, ok. Rồi, thôi, vừa thôi. Live Blade Line. Trứng này, Live Blade Line. Hay quá. Rồi, rồng này. Live Blade Line, ui, cần một con nữa thôi. Một con Live Blade Line nữa thôi. Live Blade Line, Live Blade Line. Live Blade Line ơi. Ra đi, ui rồi, đây rồi. Thế thì, ồ. Thế này thì tôi là thật, anh em muốn nhường cũng khó, anh em ạ. Muốn nhường cũng khó. Thôi được rồi, ok anh em. Ok anh em, thôi được rồi. Thôi được rồi bạn ơi. Thôi bạn ơi, nhường, nhường thôi, nhường thôi, nhường thôi, tầm này nhường thôi. Nhường tôi thôi, nhường tôi thôi, nhường tôi thôi, ui ui ui. Ui rồi ơi. Cảm ơn nhá, cảm ơn anh em đã nhường nhá. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều đã nhường tôi ở trong trận đấu này. Không có anh em chắc trận này tôi không có một ở đâu. Đấy, nhưng bù lại thì đấy anh em nhá, chắc chắn là các anh em sẽ được lên TV. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Đấy, tôi nói thật với anh em là không phải lúc nào cũng được nhường đâu. Mà lúc đéo nào cũng không bao giờ được nhường anh em ạ. Lần nào vào trong vanh cũng thế thôi. Nhăm nhăm mà mình biết mình cái là cố gắng đấm mình đưa ra đi sớm anh em ạ. Suốt ngày bị counter thôi, suốt ngày bị soi bài counter thôi. Làm gì có được quý hóa như này đâu anh em ơi. Tôi nói thật, tôi vào trong rank mà tôi chơi ấy, cái việc đấm tôi ấy, nó như là cái niềm vui của mấy cái người trong game. Cay lắm anh em ạ, cay quá đái. Đấy, chẳng mấy khi được như này. Anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem thêm các cái clip khác của tôi. Nếu mà anh em có thời gian, anh em có thể chọn clip bên trái để xem tôi bất lực thế nào khi mà gặp cái bọn của like này anh em nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem tôi dồn đồ hết cho con Heaven Bomber nó khỏe như thế nào. Hay lắm anh em ạ, tin tôi đi, xem đi nhóc. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.